Hộ pháp Kim Kim Cang nói, bỏ vợ con vì đi tu, bây giờ vợ đi lấy chồng cũng không quan tâm, đồng thời cũng không muốn ai soi quá khứ của mình. Ngày 25 tháng 5, báo Công Thương đăng tải bài viết hộ pháp Kim Cang theo chân ông Minh Tuệ là ai. Trong đó phản ánh thông tin người đàn ông đi theo ông Minh Tuệ được cộng đồng mạng gọi là hộ pháp Kim Cang có tên thật là D5P, sinh năm 1982, quê ở huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Anh Ca, người giới thiệu là cháu ông P, cho báo Công Thương biết, ông P có thời gian làm mỏ than ở Quảng Ninh, đã mua được nhà tại vùng đất mỏ nhưng chơi bời nợ nần, đã bán nhà rồi cùng vợ con vào thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2015 và thuê nhà trọ sinh sống, bán hàng ở ven đường. Anh Ca khẳng định ông P không phải là người tu tập, không phải doanh nhân, có vợ làm thợ may nuôi hai con nhỏ, gia đình vẫn đang khổ cực. Việc ông P đi theo ông Thích Minh Tuệ để dọa đi tu nhằm mục đích gây sức ép với gia đình. Theo anh Ca, gia đình ông P cũng rất bức xúc vì người này bỏ bê vợ con và muốn nói lên sự thật để người này hồi tâm chuyển ý quay về, đừng để vợ con ở nhà suốt ngày khóc lóc. Liên quan đến vấn đề này, mới đây tài khoản Facebook có tên Vlog Trúc Ngân Trà Vinh đã đăng tải video với tiêu đề Sư Kim Cang lên tiếng theo Sư Minh Tuệ bỏ vợ con ở nhà khổ, thực sự có phải đại gia. Trong đoạn video đăng tải, người được gọi là hộ pháp Kim Cang, tên thật là ông D. B. B. Tự nhận là sư, tự xưng là thầy với những người xung quanh, nhiều lần khẳng định đã bỏ vợ con, toàn tâm, toàn ý đi theo và bảo vệ ông Minh Tuệ. Hộ pháp Kim Cang giải thích, đã đi tu thì phải bỏ vợ, bỏ con, khi đi theo ông Minh Tuệ người này đã bàn giao hết công việc cho gia đình. Đồng thời, hộ pháp Kim Cang cũng khẳng định đã bỏ vợ con rồi thì không quan tâm gì nữa, quan trọng là thầy tất tâm đi với thầy Minh Tuệ không vì gì cả. Còn việc ai nói việc tư, việc riêng thầy không quan tâm nữa. Thầy đã bỏ vợ, bỏ con rồi thầy không quan tâm nữa, giờ vợ thầy đi lấy chồng thầy cũng đâu quan tâm. Trong đoạn video được đăng tải, hộ pháp Kim Cang cũng chỉ thừa nhận có thời gian làm ở Quảng Ninh và không nhắc đến thông tin mình là người chơi bời, nợ nần phải bán nhà vào thành phố Hồ Chí Minh thuê trọ, bán hàng ven đường sinh sống, mà cho biết mình là người chuyên buôn hàng đồ chơi Trung Quốc. Quá trình nói chuyện, hộ pháp Kim Cang còn dùng nhiều từ lóng đời thường như chốt hạ, chỉnh thầy, thầy chấp tất. Không giống những người chính tu, đặc biệt trái ngược hoàn toàn với cách xưng hô của ông Minh Tuệ, chỉ xưng là con và giao tiếp khiêm nhường với những người xung quanh. Không những thế, hộ pháp Kim Cang còn cho rằng mình đã từ bỏ mọi thứ để đi theo ông Minh Tuệ, cần được động viên và cũng không muốn ai soi lại chuyện ngày xưa. Từ khi thầy đặt chân đến đây với thầy Minh Tuệ thì thầy đã mất rất nhiều thứ, phải động viên thầy chứ. Giờ đi hỏi thầy ngày xưa thế nọ, thế kia. Thầy đến đây đâu phải để bới quá khứ của thầy. Thống nhất là từ hôm nay, ai hỏi quá khứ của thầy không trả lời, hộ pháp Kim Cang nói. Nguồn: Công Thương.